Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của báo Tiền Phong. Như thường lệ, sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Đại gia Lê Thanh Thản hầu tòa vì cáo buộc lừa dối khách hàng. Cho vay thế chấp bằng hình ảnh khiêu dâm giao dịch có hợp pháp hay không? Hãy hùng cháy rừng như tận thế lan tới nhà dân, 6 người chết. Sau đây sẽ là những tin tức trong nước đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Ngày 9 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam để nghe báo cáo sơ bộ về việc khảo sát sạt lở đất tại một số điểm trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Liên đoàn đã có báo cáo sơ bộ tại 5 điểm mà đoàn khảo sát và đưa ra nhận định. Cả 5 điểm khảo sát đều có hiện trạng là các cung trượt nằm ở nơi giao nhau của các đứt gãy. Các khu vực này đều có đặc điểm chung là bất ổn về mặt địa hình, địa chất. Theo tiến sĩ Đỗ Văn Lĩnh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, các khu vực sạt trượt này có dấu hiệu diễn biến phức tạp, cần thời gian theo dõi. Liên đoàn cũng đề xuất Đắk Nông nên đầu tư đề tài khảo sát, cảnh báo và dự báo vùng nguy cơ sạt lở đất trên toàn tỉnh. Tối 9 tháng 8, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay đã nhận được báo cáo của Trung tâm Pháp y thành phố về vụ việc nhân viên trung tâm chặn xe cứu thương gây bức xúc dư luận. Hiện Sở Y tế đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Pháp y khẩn trương tập trung kiểm tra làm rõ những sai phạm của ông Dê, y công của Trung tâm Pháp y, thực hiện tái tạo tử thi nguyên vẹn cũng như tiêm thuốc bảo quản tử thi để vận chuyển về quê, cùng các cá nhân bộ phận có liên quan và xử lý nghiêm, kể cả các cá nhân tập thể có thái độ ứng xử không phù hợp để báo cáo với Sở Y tế. Anh Trần Hoàng Hà, người nhà nạn nhân Hát kể lại, khi thấy xe cứu thương do người nhà gọi tới, ông Dê đã ngăn cản. Ông ấy nói tới đây thì phải dùng dịch vụ xe tại đây. Mức giá xe dịch vụ là 16 triệu đồng, xe ngoài cấm không cho vào. Sáng nay ngày 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử ông Lê Thanh Thản, 73 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty BMS, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội lừa dối khách hàng. Trong cáo trạng, ông Lê Thanh Thản bị truy tố theo điểm D khoản 2 điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt gồm tiền phạt tối đa 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Cáo trạng cho rằng năm 2010, ông Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, nhưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết. Hậu quả gây thiệt hại là đặc biệt nghiêm trọng cho 488 khách hàng mua căn hộ với tổng số tiền hơn 480 tỷ đồng. Trong sáng nay, hàng trăm người mua nhà là bị hại trong vụ án lừa dối khách hàng này cũng có mặt. Họ mong tòa có phán quyết công tâm. Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 8, tài xế Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1991 quê ở Gia Lai đã điều khiển xe tải biển kiểm soát tỉnh Hòa Bình chạy trên đường dẫn vào hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng, theo hướng Bắc Nam. Khi đến vị trí cầu số 6, xe tải của tài xế Lâm tông vào đuôi một xe khác chạy cùng chiều phía trước. Va chạm mạnh khiến cabin xe tải biến dạng, tài xế Lâm bị thương, mắc kẹt trong cabin. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông giải cứu nạn nhân. Cảnh sát đã sử dụng thiết bị kích thủy lực, kích phần bị biến dạng trong cabin lên, tạo khoảng trống để đưa người bị nạn ra ngoài. Sau khoảng 10 phút, nam tài xế được đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế. Tiếp theo là phần tin tiêu điểm của chương trình ngày hôm nay. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội Đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ với dân trí, thế chấp tài sản là một trong những biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên, tài sản để thế chấp phải là vật hoặc quyền tài sản và có thể quản lý, sử dụng, định đoạt được. Trong khi đó, thông tin cá nhân, hình ảnh clip nhạy cảm thuộc về quan hệ nhân thân không phải là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp pháp. Việc thế chấp cho khoản vay bằng hình ảnh nhạy cảm bởi vậy không có giá trị. Nếu nhìn vào gốc rễ vấn đề này, đây thực chất là thủ đoạn, cách thức của nhóm đối tượng để uy hiếp, đe dọa tinh thần người vay tiền. Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây được coi là hành vi sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách báo, tranh ảnh hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Theo Điều 326 Bộ Luật Hình sự, tùy thuộc vào tình tiết định khung, khung hình phạt cao nhất đối với người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể lên tới 15 năm tù. Sau đây là những thông tin quốc tế thể thao được chúng tôi cập nhật.
CNN dẫn nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật cho biết, các đặc vụ SWAT của FBI bắn chết Greg Robertson khi ông ta chĩa súng vào họ. Các thanh tra cho biết, Robertson có vẻ sở hữu một khẩu súng ngắn bắn tỉa và một số loại súng khác. Đối tượng này đưa ra những lời đe dọa Tổng thống Biden ngay trước chuyến đi dự kiến của nhà lãnh đạo đến Utah vào tối ngày 9 tháng 8. Vụ án xảy ra trong bối cảnh gia tăng cường độ đe dọa các nhà lãnh đạo cấp quốc gia và địa phương trước thềm cuộc bầu cử năm 2024. Tờ Sky News quay cảnh cháy rừng dữ dội như tận thế lan tới khu dân cư ở đảo Maui, bang Hawaii, Mỹ, làm 6 người chết và hàng nghìn người phải sơ tán. Giới chức Mỹ đã điều động lực lượng cứu hỏa, một đơn vị đặc biệt được huấn luyện về các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và 5 máy bay trực thăng đến đảo Maui để khống chế đám cháy. Tính đến tối 19 tháng 8 giờ địa phương, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Đám cháy đã tàn phá phần lớn đảo Maui, theo hãng tin Reuters. Chưa đầy một tuần sau khi trở về từ chiến dịch World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam lại bắt tay và chuẩn bị cho ASEAN 19, sự kiện diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc trong tháng 9 tới đây. Lần này, nhiều gương mặt trẻ sẽ được trao cơ hội. Trong tổng số 25 cầu thủ được triệu tập, có tới 11 người sinh sau năm 2000. Nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ này là lực lượng cựu binh gồm Trần Thị Thúy Nga, Trần Thị Thúy Trang. Huỳnh Như cũng vắng mặt trong danh sách này, nhưng cô vẫn bỏ ngỏ khả năng dự giải. Bởi Á vận hội không thuộc chương trình thi đấu của FIFA, trong khi sự kiện này diễn ra trùng với giai đoạn vô địch quốc gia Bồ Đào Nha khai màn tháng 9 năm 2023. Ronaldo tiếp tục nối dài thành tích ghi bàn ấn tượng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Elu Nation chiến thắng 1-0 trước Elu Sultan ở bán kết cúp các câu lạc bộ Ả Rập. Trong trận đấu này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã thi đấu rất năng nổ. Anh là người ghi bàn duy nhất giúp Elu Nation đánh bại Elu Sultan với tỷ số 1-0. Giành vé vào chung kết, Ronaldo và đồng đội sẽ gặp kình địch Elu Hilal, đội thắng 3-1 trước Elu Sababian. Ronaldo đang ở rất gần danh hiệu đầu tiên trong màu áo Elu Nation. Những thông tin trên đã kết thúc nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!